chất âm của đôi lo đồng trục Pioneer BX30C. Thì đôi lo này nó có hai tên gọi ha, BX30C và BX12C nha các bạn. 30C là 30 ha, còn 12 là 12 inch nha các bạn, cũng là 30 thì cũng là nó thôi nha các bạn ha. Thì cái đôi lo này được sản xuất năm 1960 nha các bạn ha, cho đến thời điểm ngày hôm nay cũng 63 năm mà các bạn ha, rất là già rồi. Nhưng em mình thấy là đôi lo còn rất là mới, rất là đẹp. Thì cái đó thì phía trước là có một cái chép kèn các bạn ha, chép kèn các bạn. Mình hiểu sao nó sơn sáu mấy năm mà vẫn còn đẹp, mà nó vàng, gọi là vàng tươi luôn các bạn ha, rất là hay ha. Công nghệ ngày xưa người ta sơn chúng nhưng là cái nguyên liệu nó tốt quá các bạn ha, nguyên liệu nó tốt. Thì giờ đây là một cái đai lo đồng trục 30 đến từ Nhật nha các bạn. Thì giờ lo có có trở kháng là 16 ohm nha mọi người ha. Công suất của lo thì 20W nha các bạn ha. Thì thường những cặp lo có mang từ Anico á thì công suất nó không có lớn đâu nha các bạn. Nhưng mà bù lại một cái á, độ nhạy nó cao. Cặp lo này độ nhạy là 93 dB nha các bạn ha. Thì anh em mình lưu ý những cái đôi lo mà có độ nhạy cao thì công suất nó sẽ thấp ha, những đôi lo có độ nhạy thấp thì công suất nó sẽ cao nha các bạn ha. Nó tỷ lệ nghịch với nhau nha mọi người. Thì cái đôi lo này sẽ có một cái tinh chỉnh cho con chép ha. Mấy bài nhạc nào mà chép nó nhiều quá thì mình dặn nó xuống nha các bạn ha. Thường chép những cái đôi lo đồng trục mà có chép kèn á ha, chép kèn thường người ta sẽ hạ xuống nha bạn. Tại vì chép kèn á lên cái dãy dây cao nó rất là lên rất là mạnh, rất là bạo, cho nên người ta lắp thêm một cái con xeo chỉnh ha, con chiếc áp để mình dặn khi nào mà chép nó cao quá mình dặn xuống các bạn ha. Đấy thì cái đôi lo này các bạn, thì anh em mình thấy là giấy lo 60 mấy năm còn còn đẹp và mới nha. Cái chỗ này để quay cho anh em mình xem ở đây á, là cái sơ giấy nha các bạn, không phải là một cái vết cắn hay là vết lỗi gì đâu các bạn ha. Cái sơ giống như là cái bột giấy ngày xưa đó các bạn. Chỗ này nó hơi to ha, quay kỹ cho anh em mình xem. Thì cái đôi lo này nên mình biết là 60 mấy năm thì cái gân nó cũng hư đi ha. Thì đây là một cái đôi lo mình đã thay lại gân, gân giải nha các bạn ha. Đó, thì thay nhìn như zin nha các bạn ha. Thì bản chất nó là gân giấy ha. Khi thay gân giải á, thì cái đàn hồi của màng sẽ tốt hơn nha các bạn ha. Thì thường những anh em, những bác chứ không phải là anh em đó, kỳ cụ á. Đó, thường người ta về người ta sẽ lên gân giải để người ta chơi, để nhẹ đánh hơn. Mà cái giải chậm á, nó sẽ tái hiện tốt hơn nha các bạn. Đó, đây là cái chép còi zin nguyên bản nha mọi người. Cái đôi lo này rất là nặng nha các bạn, rất là nặng, nặng một cái như vậy là 7 kg 3 và một cặp là 14 kg 6 các bạn.
cặp này ôm cái nó nặng, ôm cái nhìn thấy nó phê liền các bạn ha, nhìn thấy nó phê liền. Rồi thì mình xin cái tổng kết sơ lược lại là đây là một cái đầy lo BX30C, còn một tên gọi khác là 12C nha các bạn. Thì có trở kháng là 16 ôm, công suất là 20W, độ nhạy 9 103 dB như mọi người ha. Qua giấy tăng của đai lo này các bạn, giấy trầm xuống 30Hz lên cao 16.000 các bạn ha, đó là ấn tượng. Thì lo cái thiết kế là xuyên gân đúc, sơn màu xanh quân đội nha mọi người ha, màu xanh quân đội, con khá là to nha các bạn ha. Đây các bạn, thì mình sẽ sắp xếp thời gian mình sẽ tháo chia sẻ để mình cái củ lo bên trong như thế nào. Thì cái củ lo này mình cũng có làm một cái clip mình tháo rồi nha các bạn ha. Thì mình sẽ làm cái clip mình quay chi tiết cho anh em mình cái củ lo bên trong nha mọi người ha. Thì lo là nguyên bản nha, ngoại trừ là thay gân mới cho anh em mình nha các bạn. Thì cái đai lo này giá mình chia sẻ anh em là 11 triệu một cái đai lo đồng trục mang chấp kẹt. Anh em mình thấy là lưới giải nhìn xuyên thấu xuống như cái chân của con chép luôn nha các bạn ha. Đây là phần tinh chỉnh mọi người. Rồi thì mình sẽ quay cho anh em mình xem về cái hình thức của đai lo nha các bạn. Lo còn rất là đẹp và đây là nước sơn zin. Nước sơn 66-13 năm nha các bạn ha. Đó. Nhìn rất là đã, nhìn rất là phê luôn. Thì cái model nó nằm ở đâu ha? Model nó nằm ở đâu để kiếm cái model quay cho anh em mình xem nha. Đây các bạn, thì với một cái đai lo mà độ nhảy 103 dB á, thì anh em mình chơi những con ly cỏ thôi, dễ đánh ha, đánh phà phà luôn. BX30C nha mọi người ha, hai quay Pioneer. Đây các bạn, 16 ohm ha, 16 ohm. 16 ohm 20W nha mọi người ha. Thì đây là in nhũ vàng các bạn ha, in nhũ vàng, có khi cái này nó là vàng thiệt luôn các bạn ha. Rồi. Mình sẽ quay cái lo bên kia luôn, chia sẻ cho em mình nha. Thì nói chung là còn ok á, chữ nghĩa rồi còn đẹp và nét nha anh em ha. Đây các bạn, thôi còn rất là to nha các bạn. Chậm xuống 30Hz nha mọi người ha, chậm xuống 30Hz rất là lý tưởng luôn. Đây các bạn, mình thấy mấy đầu mình nhìn mình tưởng nó bay hết rồi, nhưng mà nhìn kỹ các bạn, cái ánh đèn mình mới thấy được ha. 20W 16 ohm nè các bạn ha. Đây là cái con lo mọi người ha, con lo nè. Rồi, giá là 11 triệu nha. Thì đây là một cái lo đồng trục cổ ha, lớn tuổi ha, cũ lo ha. Giá là 11 triệu nha các bạn. Rồi. Anh em nào đang có nhu cầu sử dụng một cái lo đồng trục chất lượng các bạn, Pioneer với hãng lo của Nhật, Pioneer là VIP rồi ha. Đó, anh em mình chơi lo đài thì không ai mà biết đến hãng của Pioneer hết nha. Vậy nên là có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0919929926. Thì hình thức mua hàng thì mình nhận chuyển khoản gửi hàng, mình không có ship COD thu hộ. Thì anh em mình thông cảm cho mình nha. Anh em nào đang xem clip mà chưa đăng ký kênh thì xin một đăng ký kênh, một like và để lại một phần bình luận để anh em mình có thể trao đổi thêm về cái kiến thức âm thanh audio. Rồi em xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại anh em mình ở clip sau. Xin cảm ơn anh em mình rất là nhiều, chào mọi người.